Sau một thời gian sử dụng công cụ Zotero thì mình cũng thấy đây là một cái công cụ đảm bảo các yếu tố là vừa ngon nghẽ vừa dễ sử dụng. Và quan trọng là công cụ này hoàn toàn miễn phí. Quan trọng là ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Mình rất thích đồ free nha mọi người. Hello mọi người, mình là Chi, chào mừng các bạn quay trở lại với An Ordinary Researchers. Dạo gần đây thì ngoài việc làm dự án của mình thì mình cũng quay trở lại với một công việc của một nhà khoa học, đó là viết bài báo khoa học. Đối với những bạn nào đang tập tành làm nghiên cứu khoa học thì mình sẽ để link ở phần bình luận những cái video mà mình đã làm về chủ đề nghiên cứu khoa học, ví dụ như là tiếp cận một chủ đề nghiên cứu hoặc là cách viết những cái bài báo khoa học. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái tip mà mình thấy hiệu quả khi mà mình sử dụng một cái công cụ để sắp xếp tài liệu cũng như là để làm trích dẫn, đó là sử dụng app Zotero. Bình thường khi mà mình viết báo thì mình hay sử dụng LaTeX, và mình cũng vừa viết và vừa làm trích dẫn một cách trực tiếp trên LaTeX. Tuy nhiên gần đây vì mình làm trong một cái dự án và mình làm chung với nhiều người thì mọi người ở trong team của mình sử dụng Word nhiều hơn là sử dụng LaTeX. Do đó thì mình cũng quay trở lại sử dụng Word để viết báo cáo. Sau một thời gian sử dụng công cụ Zotero thì mình cũng thấy đây là một cái công cụ đảm bảo các yếu tố là vừa ngon nghẽ vừa dễ sử dụng. Và quan trọng là công cụ này hoàn toàn miễn phí, free. Mình rất thích đồ free nha mọi người. Cho các bạn nào mới làm nghiên cứu khoa học thì Zotero là một cái ứng dụng để các bạn sắp xếp tài liệu những cái bài báo nghiên cứu khoa học cũng như là để làm trích dẫn, tương tự như các công cụ mà mình đã sử dụng trước đây, ví dụ như là EndNote hay là Mendeley. Tuy nhiên là EndNote là một cái công cụ có tính phí, do đó là mình chỉ sử dụng khi mà mình còn học ở trường đại học Monash, thì trường đại học Monash cũng cung cấp cái công cụ, cái app này miễn phí cho sinh viên. Và gần đây thì mình thấy là một số bạn của mình và những người đồng nghiệp của mình ở trong nhóm nghiên cứu thì mọi người cũng sử dụng Zotero nhiều hơn sử dụng Mendeley bởi vì những tiện ích mà Zotero đem lại. Và cá nhân mình sau khi mình viết bài báo khoa học của mình trong năm nay thì mình cũng thấy đây là một cái công cụ khá là tiện lợi. Do đó là trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái cách và những cái tip mà mình đã sử dụng khi mà mình dùng Zotero để sắp xếp dữ liệu cũng như là khi mình viết báo. Không chần chừ gì nữa, let's start! Điểm mình thích ở Zotero là ví dụ như mình có một cái bài báo ở đây mình muốn tải về để đọc và mình cũng muốn là sắp xếp cái bài báo này vào list những cái bài báo mà mình đang đọc, thì bình thường đối với những cái ứng dụng khác ví dụ như là EndNote hay là Mendeley thì các bạn phải tải một file định dạng trích dẫn dưới định dạng là RAS. Và sau đó là các bạn sẽ phải tự add vào cái reference list ở trong ứng dụng. Thì đối với Zotero, các bạn có thể tìm bài báo này trực tiếp trên Zotero bằng cái đường link DOI ở đây. Ví dụ như là mình sẽ copy cái đường link DOI này. Và sau đó thì mình thêm vào ở đây. Thì cái đường link này mình đã tải về ở trước đó, và các bạn cũng thấy là sau khi mà mình add cái đường link này vào thì Zotero sẽ tự động tải về những cái thông tin liên quan đến bài báo, ví dụ như là tên bài báo, tên tác giả. Và nhờ những cái thông tin này thì sau đó các bạn khi mà viết báo thì có thể làm reference, làm trích dẫn trực tiếp trong bài báo. Nhưng các bạn cũng thấy là khi mà mình tải cái bài báo này về ở đây á thì mình không có file PDF. Tuy nhiên là đối với những cái bài báo open access, ví dụ như là bài báo này chẳng hạn, có nghĩa là các bạn có thể tải bài báo mà không cần phải trả phí hay là không cần phải có subscription từ các trường đại học. Thì các bạn có thể khi mà thêm cái bài báo này ở trên Zotero thì Zotero cũng tự động tải về cái bản PDF của bài báo này để các bạn có thể đọc luôn. Đối với những bài báo không có open access thì các bạn có thể tải về từ cái tài khoản của các bạn ở các trường đại học và sau đó thì thêm vào Zotero bằng cách là add link to file chẳng hạn. Thì mình đã tải bài báo này về, sau đó thì mình có thể add bài báo vào cái danh sách mà mình có ở trên Zotero. Thông thường thì đối với mỗi cái bài báo mình viết thì mình sẽ tạo một library là tổng danh sách tất cả những cái bài báo mà mình đã đọc để viết cái bài báo đó. Thì cái danh sách này cũng giúp mình làm reference list, làm cái trích dẫn ở mỗi bài báo. Điểm thứ hai mình thích ở Zotero là Zotero cũng có tích hợp cái phần mềm đọc PDF luôn. Ví dụ như là ở bài báo này mình đã đọc thì ở đây cái phần mềm tích hợp đọc PDF ở Zotero thì cũng tương tự như các phần mềm đọc PDF khác, cho các bạn có thể là khi vừa đọc vừa có thể highlight và tạo các ghi chú cho những cái ý tưởng mà các bạn nảy ra khi đọc bài báo.
Mình thấy là việc đọc này cũng khá là tiện và bài báo được sắp xếp một cách khá là gọn gàng. Ở đây thì mình có một cái thư viện là tổng các bài báo mà mình đã đọc khi mà mình viết một cái bài báo ở trước đó, thì mình có thể sắp xếp các bài báo này theo thứ tự, theo năm, hoặc là theo thứ tự alphabet của tên tác giả, hoặc là theo thứ tự alphabet của tên bài báo. Một điểm nữa mình thích ở Zotero là khi mà mình đọc bài báo ở đây thì mình cũng có thể vừa đọc vừa take note. Ví dụ ở phần phía bên tay phải của mình thì các bạn có thể add thêm note khi mà đọc báo. Ví dụ ở đây mình đã có sẵn một cái note và mình có thể viết cái note này ở một cái cửa sổ riêng. Và khi mà mình vừa đọc báo chẳng hạn, khi mình vừa đọc cái bài báo này thì mình cũng sẽ vừa tóm tắt bài báo. Thì việc này cũng khá là thuận tiện cho việc làm tổng quan tài liệu sau đó. Khi sử dụng ứng dụng Zotero thì các bạn cũng có thể thêm vào những nhãn dán cho những cái bài báo khác nhau. Ví dụ như ở đây là mình thêm một cái tag tùy theo là bài báo đó là một cái bài báo review hay là một cái bài báo đó là một cái bài báo data paper, những bài báo cung cấp dữ liệu, hoặc là mình có thể phân loại theo việc là những cái bài báo mình đã đọc, những bài báo mình muốn đọc lại một lần nữa, hoặc là những cái bài báo mà mình ưu tiên đọc hơn. Ví dụ như ở trong cái bài báo này thì mình có thể add thêm một thông tin, ví dụ đây là một review paper chẳng hạn. Như vậy thì mọi người cũng thấy là ở phía trước phần của bài báo sẽ được đánh dấu bằng hai màu khác nhau, màu đỏ tượng trưng cho read again và màu xanh tượng trưng cho phần làm review. Đối với những cái màu sắc này thì các bạn có thể lựa chọn assign những cái màu sắc khác nhau cho từng cái mục mà các bạn muốn đánh dấu. Và ví dụ như sau này mình muốn tìm lại những bài báo cung cấp dữ liệu data paper thì mình chỉ cần click vào cái nhãn dán này thì Zotero sẽ tự động phân loại những cái nhãn dán mà mình đã đánh dấu trước đó là những bài báo nào là những bài báo cung cấp dữ liệu. Như vậy thì cái việc này giúp các bạn sắp xếp những bài báo một cách khoa học và thuận tiện hơn. Zotero cũng là một công cụ để giúp các bạn có thể làm trích dẫn. Thông thường thì khi viết báo hay là viết báo cáo thì sẽ có hai loại trích dẫn. Trích dẫn thứ nhất là in-text reference, có nghĩa là khi các bạn viết các ý và các ý này liên quan hay là các bạn lấy ý từ một bài báo khác thì các bạn phải đề cập đến thông tin là các bạn đã lấy ý từ những cái bài báo nào hay là từ những cái nguồn nào. Và loại thứ hai đó là reference list, có nghĩa là danh sách tất cả những cái trích dẫn liệt kê đầy đủ những cái thông tin như là tên tác giả, tên bài báo, nơi xuất bản. Ví dụ sau khi mình viết xong một câu và mình lấy ý cái câu này là từ một bài báo thì sau đó thì mình phải thêm trích dẫn đến bài báo đó. Mình sẽ quay trở lại danh sách những bài báo mà mình đã đọc và sau đó mình tìm kiếm tên của bài báo bằng tên tác giả, ví dụ là bài báo này chẳng hạn. Sau đó mình có thể quay trở lại Word và nhấn Enter. Thì Zotero sẽ tự động làm tên trích dẫn cho mình ở đây. Sau khi thêm in-text reference thì mình cần phải làm reference list hay là danh sách trích dẫn. Theo các bài báo bằng tiếng Anh thì danh sách trích dẫn sẽ bắt đầu sau chữ references. Và sau đó thì mình click vào Add hay là Edit Bibliography. Thì mọi người cũng thấy là phần trích dẫn trong reference list sẽ được làm một cách tự động. Ví dụ ở đây mình có thể thêm một cái in-text reference khác. Ví dụ là mình chọn một bài báo này đi. Thì mọi người cũng thấy là sau khi mình cập nhật thêm một bài báo nữa thì cái phần reference list cũng được làm tự động và tự động cập nhật. Và các bạn có bao nhiêu phần trích dẫn trong in-text reference thì các bài báo đó cũng sẽ xuất hiện trong cái reference list của các bạn ở cuối bài báo. Zotero cũng cho phép mọi người chuyển các reference size khác nhau một cách nhanh chóng. Ví dụ hiện tại thì mình đang viết reference ở dưới dạng là Harvard. Tùy vào những cái journal khác nhau, người ta sẽ yêu cầu các bạn làm reference, làm trích dẫn dưới những hình thức khác nhau. Ví dụ như là các báo bên kỹ thuật thì sẽ làm dưới dạng là IEEE chẳng hạn. Hoặc là có một số báo thì sẽ dùng theo ABA, American Psychological Association. Ví dụ như ở đây là mình muốn chuyển những cái reference của mình qua định dạng của IEEE.
Thì mọi người cũng thấy là những cái reference này được chuyển một cách tự động. Do đó là mình luôn luôn khuyên là khi các bạn viết báo thì các bạn cần phải làm reference, sử dụng một cái ứng dụng làm reference nào đó hay là sử dụng LaTeX. Hiện tại đã là thời kỳ AI rồi mọi người, nếu mà còn làm reference manual thì có thể là các bạn sẽ phải tốn rất là nhiều thời gian. Và nếu mà các bạn nộp cho những journal, nộp cho những tạp chí khác nhau thì người ta lại còn yêu cầu khác nhau, và các bạn phải đi sửa lại từng cái trích dẫn một trong bài báo thì rất là tốn thời gian và không hiệu quả. Đối với một số bài báo mà các bạn thấy là cái phần info của bài báo có thể là không được chính xác thì mọi người còn hoàn toàn có thể edit những cái thông tin ở trong phần info của bài báo khi mà tải về. Ví dụ là nếu mà cái bài báo này mình thấy là thông tin publication người ta viết sai tên của bài báo chẳng hạn thì mình hoàn toàn có thể sửa những cái thông tin ở đây cho đúng. Một ca khó hơn là nếu là các bạn có một cái trích dẫn từ những định dạng mà các bạn không tải về được, ví dụ như là một trang web, thì các bạn có thể thêm những cái item mới. Thì ở Zotero cũng có một số định dạng cho bạn, ví dụ như là sách hay là những chương của sách. Tuy nhiên là ở đây thì mình cũng không thấy có một cái phần mà mọi người thường hay trích dẫn, đó là website, ví dụ như là government website. Thì lúc đó là các bạn có thể sử dụng các định dạng, ví dụ như là newspaper chẳng hạn. Và các bạn sẽ điền những cái thông tin như là tên của bài báo hay là tên của cái website đó, author là nơi phát hành hay là tên tác giả. Và khi mà các bạn thêm vào những cái thông tin này thì sau đó các bạn cũng có thể làm trích dẫn trực tiếp giống như là trích dẫn một cái bài báo ở trong Word. Như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã giới thiệu với mọi người cách mình sử dụng Zotero để làm tổng quan tài liệu cũng như là để làm trích dẫn khi mà viết báo. Nếu các bạn có những cái câu hỏi gì liên quan đến việc làm nghiên cứu hoặc là muốn mình review thêm những cái ứng dụng mà mình dùng trong nghiên cứu học thuật thì đừng quên để lại những bình luận ở bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời hết sức có thể. Đôi khi thì mình bận quá thì mình cũng quên không trả lời các bình luận, nhưng mà mình sẽ cố gắng để trả lời qua những bình luận hay là qua những video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Bye. Xin lỗi thì tôi quên không phải outro các bạn ạ.